có mái tóc đẹp, mình cảm thấy bay bổng như thiên đường. Khi có mái tóc đẹp, mình cảm thấy mình gợi cảm hơn. Mình thấy mình nhẹ đi mấy chút nữa, thân nhẹ, giới thiệu và gội tan thêm giữ ẩm mới. Chỉ cần chạm nhẹ, anh có cảm thấy rất vui và khỏe khoắn, nhẹ nhược và nhẹ nhàng hơn của mái tóc. Và gội tan thêm giữ ẩm, cho mình mái tóc đẹp, với cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Tan thêm, cảm giác tuyệt vời của mái tóc đẹp.